xe ô tô ấy nhỉ? Ờ, của trường học. Trường á? Trường đông á? Toàn school với kid cái thứ. Tập học ngoại khóa, chương trình tập học ngoại khóa. Hai bên luôn rồi. Mày nhìn biển ô tô xem. Là biển nó ghi học sinh thì đón trường nó chiếc cu mô ấy thì ủa đồng bế cả hai bên đây luôn nhỉ. Công nhận là nhiều khó đấy. Đông quá nhờ. Ờ ở đông này đến đại biểu đi họp quốc hội cũng không đông thế này đâu. Quốc hội sao bao đông mà chỉ coi được mày với nó đều đeo biển hết đi. Chương trình học ngoại khóa thì hình như chương trình lớn ở trường cao đẳng Thái Nguyên ở tỉnh ở đây. À bảo sao được thế. Ở tỉnh ở đây biển mấy năm hết thế kìa ông kìa. Tỉnh này. Ủa xem ra trường này chắc là trường chắc kiểu trường quốc tế ở tỉnh. Cả xe tàu nữa kìa. Kéo dài tít ở xuống đây không biết đông thật đấy. Cũng hiếm. Đi Lăng Bác rồi. Lăng Bác rồi 100%. Đúng rồi. Đây là đi Lăng Bác rồi. Đúng mỗi chỗ này đỗ rồi còn chỗ nào nữa. Trong phố thì không thể luôn. Đây ôm hết cả hai tuyến bắt buộc là phải đỗ bên đây. Đều dán biển hết đấy, đầu xe hết đi và biển giấy kìa. Chương trình học giáo ngoại khóa kìa. Thi bằng lái xe. Thế này ơi. Nhà có thế. Thi bằng lái xe thì cao. Đây là đang kiểm tra cái nghề lái xe của Tuấn Anh. Phiên bản thực tế. Từ nãy giờ mới đỏ rồi em. Ba lần rồi. Đang check cái này. Cái này nó hơi dài, chính là ở dưới kia em ghép bằng chịu dễ hơn nhỉ? Để em ghép dưới cho. Thôi, tao lên kia. Lên trên nào? Ừ, đúng rồi. Xem ra cái ô này là trượt. Ôi, bé quá, trượt rồi. Đi theo anh ý lại lên trên kia. Tao bảo lên, mình cứ lên thôi. Trượt. Đấy, đổi chỗ. Tôi lại đi xa một tí vậy. Khổ. Ở Hà Nội kiếm một chỗ để ô tô cũng khổ các bác ạ. Mất một khoảng để ô tô, khoảng để cây. Ngồi lên đây một đoạn dài mình mông cái này tội gì. Dễ không làm, không thích làm khó. Con cá này đợt này như tăng cân hay sao mày ạ? Chủ thì như không thấy tăng cân lắm nhưng mà cá tăng cân. Có khi người lại còn gầy đi đúng không? Ôi trời, đứng được cho mình vuốt luôn này Tuấn ơi. Vuốt như chó con luôn này. Vuốt như chó con luôn. Cái mà không sợ người đâu nhỉ. Con vàng này đẹp thật. Đây. Bây giờ mà cho có tí đồ ăn cho các chị là bây giờ có tí đồ ăn là thân lắm đấy. Ủa con vàng này nhìn úi à. Nhìn con vàng này thích thật. Mua ngày bọn này cho ăn nhiều không phải. Thuần người hết rồi. Người giàu quá. To nhỉ. To cũng nhanh đấy chứ. Nhưng mà nuôi căn bản là cậu chắc là có tay nuôi. Con này nhìn ú nhỉ. Mà cá khỏe nha, mắt miếc đẹp, không bị nấm nhá. Mỗi vảy đều cắt tắp nhá, không con nào bị chắc chết. Bọn này sợ nhất là bị bệnh nấm. Thế con này con nào nhìn khỏe, sướng.
Bác chủ vượng lắm ơi. Vào thăm tư gia đồ gỗ của bác chủ của em nào. Ơ cái này hình như em mang xuống à? Vâng. Nhìn thấy cái ấn này anh nhỉ, hay là cái gì? Ấn cửu long. À. 9 rồng. Con phong mã thôi, lựa chiếc phố thôi. Nó làm theo chế gỗ rồi. À. Sáng tạo thôi, ngựa là ngựa bản thân, bên ngựa hoặc hàng hóa mà. Vâng. Mày cũng biết mấy tích này à? Không em đây, em không biết đâu. Chủ nhà này đi không? Chủ nhà tuần tới này anh. Tuần tới này này. Tuần tới này anh. Hướng ở cái nữa lắm. Tuần tới là mùng 7 tháng 4 đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Em vừa sinh nhật thì con này. Con bé này mới lấy một sạc tinh nhỉ? Mới. Bọn này nó đi ra ngoài. Mới nhưng mà nét nó làm rất là khôn. Có chồng hay là chết đi. À dạ. Chết rồi. Để ngoài. Đấy, anh thích có bạn có về có một hai con cá trọi hả? Đúng không? Thế mình không dám dọc đấy, nhất cái bản bảo to nha nhỉ nhỉ. Ừ, đi sau lại trận đấu nhìn làm chơi trận đấu. Chơi hay. Set up mà kể cả mình trong phòng làm việc cũng được. Vâng. Mà có nhu cầu làm không gian gỗ ấy nhỉ, thì anh xem chơi đồ gỗ có tinh quá gì nữa luôn. Xem nó thiết kế không gian hay luôn. Bày đồ với cái thứ địch luôn. Chứ không phải là cứ mua một đống về bày đâu. Vâng. Chật nhà hàng nhìn chậu. Nhà bình thường mà chơi nhá, mà đồ mua nhiều nhá, để trong nhà nhiều nhá, chứ phải chơi. Tại vì sao ta gặp rất là nhiều nhà vào mà đồ phải biết xếp tình cầu thang trên nhà. Nhưng mà nhá, đồ nhưng mà còn bày được cơ. Chỉ có mới là hệ khó. Đồ mà bay được cơ. Chứ còn đồ mà chất đầy nhà chỉ là kho đồ thôi. Đúng rồi. Còn đồ mà bay được trong không gian ấy thì nó mới gọi là chơi đồ. Đấy, trả lấy nhé. Mình cố đi tà đi đâu thấy đồ. Làm kho đồ. Kho đồ rồi. Dọc phố luôn. Có cái cả các cô đấy, ông nào chơi ở đâu mà. Đây là tình bạn nhà gọi là kho đồ. Có được gọi là chơi đâu. Mặc tiếng có đồ nhà ba mươi năm mới để chơi được đúng không? Lúc này mới lấy về đúng không? Cậu mới quay về lúc này về trông như mét nhập nhỉ? Nhập. Chắc là bằng bằng gì nhập gỗ ạ? À, ông cầm đi, đây là thẻ của Nga, cầm hai tay. Nga già đấy, gỗ thì nó gì? Nhìn mắt Nhật ra nét ra được ngay à? Ừ, nét Nhật. Nét Nhật nhìn mắt ra ngay. Nhưng mà nguyên khối xong rồi họ ghé nhỉ, ghé mày. Cái người là nguyên khối. Người là nguyên khối con người là ghé. Tức là như người thật. Vâng. Người mày là thật xong mày xách cái gì thì chỉ có cắn cái đấy vào. Đúng không? Nối của Nhật thì nó không ngại ghép. Càng ghép nhiều thì càng giá trị. Nhưng mà cái hay của nó ấy, là mỗi một cái đồ vật ghép này đều như đồ thật. Cái vấn đề cái đấy là cái trường phái của nó ấy, hiểu không? Chứ không phải cứ nguyên khối là quý đâu. Đầu ghép mà đó. Cắm rút đầu ấy. Các cái bộ phận trên người ấy. Không, có mỗi đầu thôi. Đó, cái đầu này thì đúng rồi, cái này nhìn thấy mà cái này nó phần nào khối thì mình nhìn thấy hết chứ. Tức là nó là nguyên một khối nhưng mà cắt ra rồi nó cắm lại. Đúng rồi. Để nó thể hiện cái kỹ thuật cao của nó. Wow. Nếu mà ví dụ như là đồ Trung Quốc hay là Việt Nam mình chơi là mình cứ phải là một khối. Nhưng mà bọn Nhật thì nó càng ghép nhiều vào thì nó càng thể hiện trình độ của nó. Đấy, tức là cái này nó nguyên khối là cắt bố ra xong rồi là không bạn thắm vào. Thì anh xem cái bộ hệ đồ chơi của Nhật, anh chơi từ ngày xưa mà anh biết mà cái phong cách của bọn Nhật anh biết mà.
Còn cái phong cách của bọn Trung Quốc của mình là ảnh hưởng Trung Quốc. Cái trường phái làm là ảnh hưởng mạnh luôn. Nhưng mà làm Nhật nó lại là rất là khôn, nó học Trung Quốc nhưng mà nó lại phát huy được cái hay của nó. Cái mong muốn thì chỉ được có thằng Nhật nó làm mọi cái là Trung Quốc. Chi tiết. Chi tiết thì Trung Quốc. Nhưng mà phân tích thì cũng hay đấy, nhưng mà nếu nó không quản lý tổng cái tập chết. Tổng cái tập chết. Nhưng mà bọn Nhật thì lại hay để cái kinh tế kinh sản. Trung Quốc có thể là nó tuyên truyền đấy là có nâng cao về giá trị sản phẩm ở đây. Bây giờ anh có nghe được nó được là Trung Quốc. Sau khi tập chỉ là những chọn nhà. Chúng cái chân gần như chứ. Ai phải là thằng thế cái gì nó có kết hợp được thêm cái văn hóa từ nhà đời của nó vào đúng không? Nó ăn được thêm cái đấy nữa. Vâng đúng không? Đúng rồi, thủ công tinh xảo thành một ốc thủ công tinh xảo. Đấy, để bảo như bạn là thằng tàu nó được thêm cái văn hóa nghìn năm của nó, cho nó lên cái món đồ rồi đó. Ví dụ nó chả là tầm thứ 3. Đế vương nó khác hẳn này luôn. Nó là level khác luôn, đúng không? Còn ông này nghệ nhân tài hoa thì quả chỉ là nhân tài thôi, chứ chưa phải là long được. Tầm nó khác. Thế cái anh biết là từ gỗ gì hả anh Tên? Đạn hương. À, từ gỗ đạn hương. Cái đế này là một đoạn gỗ khác đúng không? Ừ, khác rồi. Ừ. Vâng. Anh chưa xem kỹ cái đấy đâu. Nó dòng của họ khác nhiều quá. Vâng, cái bản thế chi tiết mà. Để nó dòng của khác nhiều quá. Đâu cái mình gặp từ giờ Tết nhỉ? Từ giờ đi chọn đào nhỉ? Thì yeah, báo cáo với anh là năm vừa rồi em đám hỏi xong rồi bạn gái bạn biết các thứ rồi có cháu được một tháng và đây sang tháng tư là vợ em cháu em được một tháng đầu đàn ba sinh và đầu trưng và đi ra đi chào chào bây giờ mới dậy à. Mai mới cắt xong 2 cây. Đi ngắm vườn tí xem là em đợt này là vườn tược có nâng cấp thì không. Sân đẹp thế này, có cái sân ngon thật. Ôi ôi, ông bê ở đâu ra cái này? Gen ơi, Gen ơi! À? Ông Tha ở đâu cái này về đây? Có đây ăn xin hả? Ui. Em định sau em để ghép sang cái cây, cái chậu nhỏ nhỏ để làm cây để bàn nữa hả? Ừ. Ôi, con này để bàn này thôi. Không. Nào. À. Xấu cả cái bàn. Yeah. Ừ. Bàn bao nhiêu đồ để con đấy để bàn, xấu cả bàn. Mày làm sao đấy, mày anh nhí mày bảo mày khen anh nhí có mắt nhìn, mày biết nó chơi ở hệ nào không? Thì từ năm ngoái đến năm nay anh em mới gặp nhau mà. Ok, lên vô tư này là anh ở xe lên chơi với anh chọn này, chọn này đẹp. Nó đề co còn hơn cả chuyên gia đề co em. Mấy cái thằng đề co ở ngoài tiệm này búng mũi phát chết. Thôi tôi đây.
Đây đây xuống đây, xem anh em xong rồi. Nghỉ tay đây, chuẩn ăn cơm thôi. Có chuyển đồ chưa? Kinh quá, bộ này đỉnh đài lầu cát. Ừ, để anh ngoài quay nút thì clip. Ờ, sao gì đấy? Đây. Xuống đây anh ấy xuống rồi. À. Ờ, nhưng mà không phải bằng sứ hả anh, mà bằng nhựa. Ờ. Ui nhựa mà nhìn chung ấy nhỉ. Đi, đi xuống đi. Định quay một đoạn cuối thôi, xuống ăn cơm, đói thôi. Con này mẹ nó nhìn như lũ cắp luôn, khiếp thôi. Thôi xuống đi. Cái chuột. Gọi là cây cứt chuột á? À? Tên cây gì vậy? Tùng đen. Tùng đen. Nhưng mà dân dã gọi cây cứt chuột, thật ra cây tùng đen. Bọn đấy ở Hạ Long, Quảng Ninh, Cô Tô nhiều á. Ờ đúng rồi, ở dưới vườn anh Tùng Bách Bảo. Đúng rồi, em cũng nhớ nhiều cây này lắm. Bản thân nó cứ đen xì, hóa ra nó cây tùng đen. Ông ấy có một con trực văn nhân đẹp lắm. Con đấy của sư thầy làm đẹp. Đúng không? Sư thầy đéo đâu, con đấy đi về nghệ nhân. Thực tế mà, con anh. Để anh quay ngắm cái ấm, ấn này thực tế mà. Long ấn đấy, cái này là gọi là long ấn đấy. Dạng tỉ mỉ nha. Cửu long, chín rồng, bốn rồng một kiểu. Bốn con ở bên cạnh, năm con ở trên đỉnh. Con nào nhịn sống động nhỉ? Bốn con một kiểu nha. Tình quá nhỉ? Từ từ xem móng chân nào. Rồng bốn móng ấy. Cái này xoay xong là chụp kiểu ở dưới trạm trổ chân này, phong cảnh nhà với cả cây cối, đình đài lầu cát, cầu non nước, sông núi, uống đủ hết. Giang Sơn mà vua phải ở trên Giang Sơn gấm bóc chứ. Không là dưới ấn là có ấy gì không nhỉ? Đã khắc cái gì vậy? Không, để mặt trơn. À, mặt đáy không ai, đáy chỉ gần trơn thôi, không ai khắc. Đẹp, làm tinh xảo thật. Ừ. Mùi đàn hương thơm quá, ngửi mà xem. Ờ thì gỗ tử đàn mà. Đàn hương. Ngửi mà xem, mùi đặc trưng lắm. Thơm. Nó giá trị cả độ thơm so với trồng. Cái tinh dầu gỗ thơm. Nhìn vẻ của đêm là có cái đúng rồi mà gọi là đàn hương ấy, đi cưới đi cúng đi tiến này, đi tao đi đây trao đổi đây.